Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị và các bạn đã đến với mảnh nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên, Thành cũng xin được gửi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không biết nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây cũng xin nhắn nhủ tất cả mọi người luôn đeo khẩu trang khi ra đường và nhớ rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Video hôm nay Thành xin chia sẻ Honda SH thế hệ mới nhất vừa lên kệ thu hút sự chú ý của dân chơi xe. Kể từ khi được trình làng lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2001 cho đến nay thì Honda SH luôn là cái tên có sức ảnh hưởng đến thị trường tay ga cao cấp và được mệnh danh là ông vua tay ga, dù cho giá bán của mẫu xe này luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Cách đây vài tháng, Honda Nhật Bản đã có bước lột xác cho mẫu xe này từ động cơ cho đến thiết kế tổng thể, khiến mẫu xe này trở nên mạnh mẽ hơn với phong cách rất thể thao và cá tính. Một số điểm nổi bật đáng chú ý trên phiên bản mới nhất này là khối động cơ mới ESP 350cc tích hợp công nghệ HSTC, hệ thống đèn full LED cho ánh sáng trắng mịn màng, phanh ABS, kết nối smartphone. Và cách đây vài ngày, mẫu xe này đã chính thức lên kệ tại các đại lý châu Âu. Lẽ dĩ nhiên, mẫu xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam để phục vụ các tín đồ trong nước. Honda SH 350i 2021 được Honda ưu ái trang bị cho khối động cơ 350cc với dung tích 329,2cc, phun xăng điện tử và cho công suất tối đa lên đến 28,3 mã lực, giúp nó đạt vận tốc tối đa 134 km/h. Honda SH 350i cũng được trang bị bộ Smart Key công nghệ HSTC, phanh 16 inch, trước sau đều được trang bị phanh ABS. Lớp trước có kích thước là 110/70/16, lớp sau là 130/70/16, chiều cao yên xe chỉ 805mm. Honda SH 350i phiên bản màu trắng đầu tiên có mặt tại các đại lý châu Âu, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng tại đây. Tuy nhiên, giá bán vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều SH 300i 2020 đang có giá bán khoảng 5.500 USD, nên mẫu Honda SH 350i 2021 này sẽ rơi vào khoảng 6.200 USD. Ngoại hình của Honda SH 350i khá giống với SH 125i và SH 150i 2020 được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thiết kế phần đầu đèn và mặt nạ SH 350i được trao chuốt hiện đại, đẹp mắt hơn. Honda SH 350i 2021 là phiên bản thay thế cho SH 300i. Sẽ được thay đổi về ngoại hình, nâng cấp trang bị và động cơ. Có thể nói tại thị trường Việt Nam, Honda SH là mẫu xe tay ga được lòng cả hai phái nam và nữ, nhất là đối với giới trẻ hiện nay. Kể cả khi có giá bán cao hơn so với các đối thủ khác thì mẫu xe này vẫn là sự lựa chọn hàng đầu khi giới trẻ muốn mua một chiếc xe tay ga mới. Tổng thể, Honda SH 350i 2021 có kiểu dáng tương tự như SH 125i và SH 150i ra mắt cách đây 1 năm. So với hai phiên bản thấp hơn thì Honda SH 350i có một số điểm phân biệt ở đầu xe. SH 350i không có quá nhiều vật liệu chờ rơm như hai mẫu xe SH 125i và 150i. Giấy chờ rơm trang trí của SH 350i khá khiêm tốn và có thêm tên xe ở giữa. Vị trí tiếp giáp với đèn báo rẽ được ốp nhựa đen thay vì chờ rơm như SH 125 và 150i. Và hệ thống đèn chiếu sáng chính được đặt dưới phần yếm xe, trong khi đèn định vị được đặt ở đầu xe. Cụm đồng hồ trên SH 350i chuyển sang dạng kỹ thuật số với màn hình chính hiển thị tốc độ, thời gian và nhiên liệu. Một màn hình nhỏ ở phía dưới thông báo quãng đường đã di chuyển và mức tiêu hao nhiên liệu, trong khi hai bên là các đèn báo chức năng như ABS, đèn báo rẽ, đèn pha. Honda SH 350i có số đo kích thước với chiều dài là 2160, chiều rộng là 742 và chiều cao là 1161mm. Chiều dài cơ sở đạt 1452mm. Trong khi đó, các con số tương ứng trên SH 300i với chiều dài là 2130, chiều rộng là 730 và chiều cao là 1195mm. Chiều dài cơ sở là 1440mm. So với SH 300i, SH 350i dài hơn 30mm, rộng hơn 12mm nhưng thấp hơn 34mm và trục cơ sở dài hơn 12mm. Tương tự hai mẫu xe SH được ra mắt trước đó, SH 350i sử dụng khung xe mới nhẹ hơn 1kg so với khung xe trên SH 300i.
Bình xăng trên SH350i vẫn được đặt dưới yên xe, không được dời ra phía trước như SH125i và SH150i thế hệ mới. Cách bố trí bình xăng dưới yên xe không tiện lợi bằng bình xăng đặt phía trước. Yên xe của SH350i là loại 2 tầng có chiều cao ở mức 805mm, cao hơn 6mm so với SH125i và 150i. Do bình xăng còn đặt dưới yên xe, cốp của SH350i không rộng rãi như hai mẫu xe đàn em. Honda không công bố dung tích của cốp xe, chỉ biết rằng có đủ không gian cho mũ bảo hiểm cả đầu. SH350i được trang bị bộ mâm 16 inch, bọc bên ngoài là bộ lớp với kích thước là 110x70 và 130x70. Hệ thống treo trên xe gồm giảm sóc, ống lồng, đường kính 35mm ở phía trước và giảm sóc đôi ở phía sau. Cung cấp sức mạnh cho SH350i là động cơ ESP, dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 29 mã lực tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn 32 nanomet tại 5.250 vòng trên phút. Với việc tăng thêm 50cc khối động cơ không đổi, SH350i mạnh hơn SH300i 6,2 mã lực và 6,5 nanomet. Các công nghệ trên SH350i gồm phanh ABS, hai kênh, khóa thông minh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Ngoài ra, khách hàng tại châu Âu có thể tùy chọn thêm tính năng sưởi ấm tay lái hay bộ phụ kiện như bảo vệ tay lái, kính chắn gió cỡ lớn, thùng đồ 35 lít ở phía sau. Honda chưa công bố giá cụ thể của SH350i 2021. Trước đó, SH300i có giá 4.950 bảng. Tại Việt Nam, SH300i đang được bán với giá 276,5 triệu đồng. Tương tự Việt Nam, SH là dòng tay ga thành công nhất của Honda tại châu Âu. Trong 36 năm có mặt tại châu Âu, SH đã vượt mốc doanh số 1 triệu xe. Nhiều dân chơi xe dự đoán mẫu Honda SH350i 2021 này sẽ sớm về Việt Nam với mức giá tầm 320 triệu đồng.
Và vừa rồi là những thông tin mới nhất về cái chiếc xe SH350i 2021 được lên kệ tại châu Âu. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like, một đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.